Ok và dư, chào các bạn thân mến, mình là Minh và chào mừng các bạn đã trở lại với channel Minh Kính Cẩn của mình. Thì hôm nay lâu rồi mình không có làm Overwatch, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình làm clip Overwatch đi. Thì hôm qua thì sorry các bạn là mình có một cái việc bận đột xuất, đó là mình bận trồng cây, ok. Cho nên mình không có kịp quay clip cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ bù cho các bạn bằng clip Overwatch và ngày mai thì mình sẽ up ad cho các bạn xem. Ok. Thì một chút nữa mình quay ad xong rồi ngày mai mình mới up. Ok, thì một chút mình sẽ up Overwatch trước. Đó. Ok. Nhiều bạn hỏi mình là sao dạo này không làm clip Overwatch đi. Thì nói chung Overwatch thì dạo này nó cũng không có gì thay đổi các bạn. Nó cũng như cũ. Có một cái bản cập nhật rất là lớn nhưng mà nó đang ở bên server test và bên server này thì nó chưa có. Thì mình đang định là sẽ chờ bản cập nhật rồi mình làm cho các bạn xem. Chứ Overwatch thì hổm rày thì nó cũng có nhiêu đó, nó không có gì khác biệt. Mà chơi hoài thì các bạn đâm ra xem nó cũng ngán ngán đúng không? Mình quay thì mình cũng mình nói liên tục riết rồi, giờ mình không biết nói cái gì trong cái game Overwatch này luôn à. Ok. Nên giờ này mình cũng ít chơi Overwatch lắm. Giờ này mình mở máy ra là đa số mình chơi ARK, mình xem phim. Và sắp tới đây thì có một cái tựa game Horizon New Dawn nó sắp ra rồi, trong khoảng thứ ba tuần sau là nó phát hành rồi, thì mình cũng có đặt đĩa luôn rồi, cho nên là thời gian tới là mình sẽ khá là bận bịu trên cái máy PS4 của mình, cho nên là có thể một ngày có clip một ngày không có clip thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha, đó. Tại vì mình không có thời gian nhiều đó, nhiều game để chơi quá anh không có thời gian. Ok rồi. Thì mình chơi cái giờ á, mình chơi là mình sẽ bích theo team nha các bạn, mình sẽ bích theo team nên mình sẽ không có bích lung tung đó. Và đặc biệt là dạo này mình hay chơi đánh support lắm đó, đánh support á thì cái tỷ lệ thắng cho team chúng ta cao hơn. Thì nói chung mấy ông không thích chơi support nhiều, mấy ông thích chơi đam thôi đó, nên là chúng ta phải hy sinh. Là một cái nghĩa vụ cao cả là chúng ta chơi hồi máu hoặc là chơi tăng, là nói chung là các bạn chơi tốt cái con hồi máu và chơi tốt những cái con mà tăng đó, thì các bạn sẽ có cái tỷ lệ thắng nó tốt hơn. Còn các bạn chơi đam nhiều quá thì nó bị thừa, bây giờ nó quá nhiều người chơi đam rồi thì nó đâm ra nó bị thừa thải, hiểu không? Đúng ra cái map này tôi sẽ chơi top zone cho mấy ông xem. Nhưng mà con top zone ngày xưa bên kênh cũ mình làm nhiều quá rồi, chắc nhiều ông cũng ngán con top zone luôn rồi. Thì như tôi nói mấy ông, nếu mà mấy ông chơi con top zone, mấy ông đặt cái trụ ngay chỗ này nè, là chúng ta sẽ có cái cây đèn này che cái trụ chúng ta. Ok. Mấy ông này ồn quá, tôi mute luôn. Thật sự là mic mic ông nào mà không có ồn thì tôi để bình thường thôi, mà tại mic ồn quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái clip của mình, cho nên mình phải mute thôi chứ không có gì. Chung sao tăng không xuống đây mà lại lên trên nhỉ, bữa thế. Team này thì có hai hồi máu, có mình và Thánh Ana. Team này thì bạn thấy thì có một tăng thôi, ít tăng quá, ít tăng quá thì nó cũng nguy hiểm lắm chứ đừng có đùa. Ok, cứ thực hiện cái nghĩa vụ cao cả của các bạn là đi bút máu thôi, tăng lên cao quá. Cái map này tốt nhất là nên thủ phía trong, đừng có lên cao quá làm gì. Đi mình toàn mấy thằng máu yếu không. Holy shit. Thấy chưa, sắp mặt là luôn, hên quá mình chạy vô mình heal kịp. Ưu tiên heal mấy con support cho team mình nè. Ưu tiên heal support với tăng thôi. Cố lên mọi người. Ê nó vô rồi kìa. Rồi họ sắp mặt lờ luôn. Sắp mặt lờ rồi. Ơi. Cái map này chơi tốt nhất là các bạn nên có một con Reinhardt. Nó sẽ đỡ đam cho chúng ta. Chứ bích mà không có Reinhardt thì khó lắm. Cái map này nói chung là map của Reinhardt luôn mà, cho nên cái sự quan trọng của con Reinhardt thì hơi bị nhiều ở cái map này. Tại vì nói chung là cái cửa ngoài nó có nhiều hướng để đi vô quá các bạn.
ulti luôn. Mình ulti luôn. Lúc này mình team mình đang rất là cần người cho nên mình phải ulti luôn. Bỏ lên. Tiêu rồi. Ai. Chơi. Ren. Reinhardt đi. Đúng ra là Hanzo nên đổi qua Reinhardt. Hanzo map này Hanzo không có tác dụng. Hanzo chỉ có tác dụng khi mà đối với những trong nào mà chơi pro á thì mới gọi là có tác dụng thôi chứ. Đó. Trời ơi. Ông chơi Gen Z thì ông nên bay nhảy double chứ ông đứng kiểu này nó bắn ông nát đít luôn à. Con Gen Z này mà ông nào mà biết nhảy nhót đồ á, lợi hại lắm. Không có am được nó luôn á. Như các bạn thấy team mình bích toàn là những cái hero cần kỹ năng không. Hanzo rồi Gen Z rồi cái gì tính nói gì quên. Nói chung là toàn những cái con mà cần cái khả năng am không à. Cho nên là rất là khó để mà thắng được cái map này. Symmetra bây giờ cũng mạnh lắm. Symmetra bây giờ có thể chơi hộ báo luôn á chứ không có như xưa là chỉ cần đặt trụ thôi. Bây giờ nó có thể lao lên đánh luôn tại vì cái chiêu 1 nó được boost nhiều lắm. Bay về đi chứ ông ơi. Chiêu 76 á. Đừng có lao lên chứ ông này. Chúng ta đang ở thế thủ mà sao phải lao lên. Rồi thôi sắp mặt lờ rồi. Sắp mặt lờ rồi. Hên quá. Hú hồn. Ê 76. Trời nó móc lớp sau lưng mà team mình không biết luôn. Chán đời chưa. Cứ chứ lì. Đúng ra giờ này đang quay chờ đợi quay đại cái clip Overwatch cho mọi người xem luôn. Mercy in the high trap steam. Ông này chơi tăng lao vô ghê thế. Trời trời ghê vậy. Chơi Reinhardt ở người đừng có nên lao vô. Chúng ta chỉ nên xoay vòng vòng để gọi là cover team mình cho câu cái thời gian để team mình giao tranh thôi chứ không có cần thiết phải lao vô. Tại vì khi mà lao vô là team mình mất cái hàng thủ liền thì nó bị thọt. Đó, theo mình nghĩ là thế. Khi nào mà chúng ta bên đội đẩy xe rồi chúng ta mới cần lao lên. Bình thường thì cứ bình thường chơi thôi. Chơi nó đi bạn. Bút cho khô máu đi bạn. Rồi họ sắp mặt lờ rồi. Tụi nó am mình rồi. Up đi. Đúng rồi. Chơi cái này mà gặp mấy ông nào chơi tăng tốt quá phải bảo vệ được support. Ghê vậy. Rồi sắp mặt lờ. Chơi đi các bạn ơi. Trời tôi tưởng đâu ông ngồi Reaper có ulti. Tôi bút đạp cho ông. Ai ngờ ông không có ulti à. Holy shit. Tôi làm hết khả năng rồi đó. Map này thắng. Thắng tua là tùy vào mấy thiếm nha. Cố lên mọi người. Tôi phải núp đây, tụi kia nó me tôi dữ quá. Rồi thôi, chạy. Ê trời. Mình lo chạy con rồng bay vô nào mình không hay luôn. Oh shit. Sorry team luôn, ẩu quá. Cái pha đang núp lo nhìn máu team không, con rồng nó bay vô sát mí quá mình không có thấy được. Đứng dậy luôn đi em.
Chơi là khôn máu chứ. Cần gì phải đợi 5 người. Chơi đi, xóa đi. Vì cuộc đời cho phép. Ok. Có vẻ như là bà gì nè. Bà Symmetra, bà có cái ulti bút giáp rồi. Bà đặt cái ulti ở đâu vậy ta? Mình ôm. Ý, giết cái đi. Let's get you back out there. Ghê quá. Chơi nó. Đúng rồi. Hiếp dâm nó. Chích mồ chạy vô, bỏ tiêu ở đây. Trời. Thôi sắp mặt lờ rồi. Ra đi Ranh ơi. Chơi đi Ranh ơi. Hay quá, phá được ulti rồi. Cố lên. Không chết được. Trời ơi, Ranh hoài luôn. Cái con Ranh trầu quá. Cố lên, giữ chân cho nó càng lâu càng tốt. Vào đây. Trời ơi. Ôi, nó đẩy vô rồi. Ủa, Symmetra nãy giờ sao không thấy đặt trap vậy ta? Nãy giờ mình không thấy trap của Symmetra luôn. Không thấy cái Sentry của nó đâu hết. Holy shit. Đánh đi anh em. Con máu đi anh em. Mấy ông tặng cứ thích lao ra. Ê. Tự nhiên mình điên thì mình cũng lao ra. Cố lên. Ê, mấy ông đứng gần tôi chứ. Mấy ông đi xa quá, sao tôi boost. Cố lên, Reaper. Come on, man. Tôi làm hết nghĩa vụ rồi đó. Ngồi tới giây phút quan trọng rồi, chúng ta không nên xài ulti bậy bạ. Chúng ta nên để đi lật bài. Hay lắm. Ê. Trời ơi, mình bị 76 nó am. Hên quá, team mình còn sống. Hên quá, team mình còn. Trời, mình heal nó nha, 10.000. Heal phải gọi là cực lực luôn á. Ở ngoài đây thì có cái giáp của Symmetra cho nên team mình cũng trâu lên được tí. Cố lên mọi người. Đúng rồi. Tuyệt vời. Đi ba hay quá. Ồ, nấp. Bút cho bắt sành bắn chơi. Hanzo nè. Trời, tăng bỏ đi đâu vậy? Tự nhiên tăng bỏ vị trí hoài. Không nói tăng cứ bỏ vị trí liên tục luôn. Chơi nó bắt sành. Chơi nó. Anh boost cho em bắn. Đúng rồi. Phun áo đi em. Hay lắm. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Trận này thắng ok chứ. Ok. Rồi bán tiếp theo là team mình sẽ đẩy xe rồi. Nếu mà team nó không quyết hết là team mình đẩy xe đó. Wow, Anna team nó 459 ghê quá. Vót đi, còn không biết vót cho support nó sao. Wow. Lên level luôn. Nó đập hộp luôn coi, để coi team nó còn chơi không. Rồi, team nó chơi tiếp rồi. Ấy, team nó bỏ rồi. Mà chúng ta không có cơ hội đẩy xe rồi. Holy shit, nhưng mà mình sẽ đập hộp. Oh, làm cho mắt xanh. Có, anh đang quay mà. Anh đang quay.
Con Paxson này á, ở bên cái server test đó, nó đang được làm lại quá mạnh luôn. Ok. Ủa, sao kia chạy rồi hả? Ủa, quit game luôn rồi. The hell. Đang chơi vui mà. Để coi mời ông nào vô chơi không. Ủa, ông đắc này phải ổng không? Sao tự nhiên đang vô quit game vậy? Không vô à? Holy shit. Không vô tôi chơi một mình vậy. Buổi sáng thì ít người chơi lắm. Buổi sáng mấy thím đa số đi học hết rồi. Ít người chơi. Chơi tầm buổi tối thì đông, mà buổi tối mình không có quay được. Mình chỉ quay clip được tầm sáng sáng như thế này thôi. Ok. Máu chơi vui nè, đổi hết máu này. Defend hả? Defend để coi chơi con gì ta. Chắc tôi sẽ chơi top zone. Có nên chơi top zone không nhỉ? Để xem team bích kia đã. Rồi nó giành top zone của mình rồi. Rồi không có tăng luôn. Khả năng map rồi mình đánh tăng map này rồi. Map này đánh tăng thì mình nên chọn cái gì đây ta? Đánh tăng mình nên chọn Diva hay là Reinhardt đây ta? Chắc là Reinhardt. Hoặc là khỉ được không? Khỉ đi. Tại mình nghĩ tiên kia chắc chắn sẽ có Reinhardt rồi. Phải có con khỉ mới am được con Reinhardt. Ok. Khỉ là cái con em Reinhardt. À, con Reinhardt thì có hai con em được, nó là con khỉ này, con Winston này và con Paxson. Hai con này có thể bắn xuyên khiên của con Reinhardt được. Con Paxson này bắn không có xuyên khiên nhưng mà cái lượng đạn với lượng đam nó gây ra là banh khiên chắc luôn. Đó. Mình sẽ chơi khỉ. Nhưng mà khả năng nếu mà team nó có Reaper thì con khỉ này của mình sẽ khá là thật á. Team mình bích đam hơi nhiều, quá nhiều đam, bích ba con đam. Các bạn thấy có thể giật xuyên khiên luôn à? Gì? Tính lao vào à? Tính lao vào à? Gì đây? Gì đây đại ca? Đam nó hết rồi, sao không phụ tôi trời? Con này có thể xuyên khiên nhưng mà đam nó bé lắm. Đam nó hơi bé. Nhưng mà nó có thể giật được nhiều mục tiêu một lúc. Đó đó đó, giải tán đám đông mà không cần. Hơi cay. Hiểu rồi. Trời ơi, tím không. Ủa, ông Lucio đâu ta? Ê. Ẩu quá. Trời ơi, tiện cho lách qua cái chúng luôn. Shit thiệt. Trời ơi. Mấy ông nội lao vô nhà nó bắn luôn, what the fuck. Bắn sao lại mà bắn. Mấy ông nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà lao vô nhà người ta bắn nhà mình thủ không được kìa. Khỉ nhảy cao và cứu. Phía sau con khỉ này có hai cái ống tên lửa, cho nên nó có thể giúp con khỉ này nhảy rất là cao. Ô mà team nó cũng bựa luôn, team nó chơi Symmetra mới độc chứ. Rồi sao? 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 Tao muốn vậy. Sư cò mà đây chơi với anh à. Sao? Con này em được Genji luôn nha các bạn. Nói chung là những cái con nào máu yếu thì con này nó am được hết. Ui. Ẩu quá. Ê. Trời ơi, bị 76 nó chụp mũ chán chưa. Mình sắp có ulti rồi. Mấy ông đánh DPS này chạy lung tung quá. Thôi không giữ, chạy lung tung không. Holy shit. Có khả năng là bán này thua rồi mọi người. Ủa cái ông kia sao chết luôn vậy? Nó chơi ulti tự sát luôn à. Bữa vậy. Nhảy ra luôn. Tới giờ rồi. Tới giờ đánh rồi.
Tới giờ quất rồi. Tới giờ quẩy rồi. Tới giờ quẩy rồi. Trời ơi, team không có luôn. Quái thiệt. Oh shit. Quá chán. Quá chán. Ok, mình sẽ đổi bắt sành chơi luôn. Nó vô đây là con khỉ mất tác dụng rồi. Nó vô đây là con khỉ mất tác dụng. Chỗ này có hai điểm các bạn ngồi bắt sành tốt nhất. Một là bên đây, còn hai là bên đây. Chết mọ nó thấy mình rồi. Shit thiệt. Ăn cái này cái. Ok, 75 giáp. Trời ơi, chơi dở ghê không? Thằng này nó làm nhục mặt con top zone của mình thiệt á. Mày không thấy tao à? Mày không thấy tao à? Ngáo ngơ thế. Ngáo ngơ, ngáo ngơ. Gì vậy? Ông nội Genji cũng không biết mình luôn. Thanh niên ngáo ngơ này. Ngu. Ngu. Cũng ngu luôn, hiểu nổi luôn. Hiểu là sao có thể chết những cái cú nhảm nhí như vậy luôn. Rồi tự nhiên top zone mở UT lên xây trụ, không hiểu nghĩ gì luôn. Cái tụi này nó chơi nó xây trụ, chủ yếu nó gây đam thôi chứ nó không có biết không có biết tầm quan trọng của cái sự khó chịu của cái trụ. Cái trụ ông chỉ cần xây ở hướng bên đây nè, đảm bảo châu bò luôn. Cực kỳ khó chịu, nó vô nó sẽ phải đối đầu hai cái trụ, một là tôi hay là cái trụ của ổng. Nhưng mà bây giờ ổng chơi ẩu quá, ổng xây ngay đây bị phá trong vòng một lớp nhạc. Ok, tôi ngồi ở đây vậy. Còn 5 phút nữa lận. Chua đó, đùa đâu. Nếu mà team nó biết bích, nó chọn Diva, nó lao vô là nát bét. Diva với lại Reaper mà Diva với lại Reinhardt mà lao vô cùng một lúc thì thôi đừng hỏi. Nát chắc. Ok. Khi mà các bạn ngồi á, lâu lâu các bạn cũng nên đổi vị trí, đừng có nên ngồi chết một góc. Tụi nó bắt bài á, các bạn hiểu không? Tụi nó biết mình ngồi ngay đó, tụi nó bắt bài thì sao tụi nó vô, tụi nó nhảy vào đó liền. Còn khi mà các bạn đổi vị trí như thế này á, lát nó vô nó tưởng mình ngồi đây, nó chạy vô đây, mình ở đây mình bắn á. Thấy không, còn bà ra nó bắt bài mình đẳng hay không? Chơi nó đi. Tiêu rồi. Có con quỷ gì nó vô nó mở ulti rồi. Hên quá, mình ulti kịp, không thì sắp mặt lờ rồi. Không thì sắp mặt lờ. Trời ơi, 76 nó nhồi quá. Kém rồi, pha đó mình bắn kém quá, mình bắn mấy phát rồi bắn hụt không. Cái đạn của con bắc xanh này á, là nó có một cái đặc điểm là khi các bạn ulti là bắn nó sẽ bị chậm một giây chứ không phải. Rồi xong sắp mặt lờ luôn. Ha. Chả hiểu. Vừa ngồi xuống ngay cái điểm nó rơi luôn. Nhỏ. Quá nhiều đam. Ok. Rồi, thôi tập này mình dừng lại ở đây đi. Quay hai trận cho mọi người xem thôi. Ông nào mà đây chờ ác thì chờ ngày mai nha. Tại ông Huy ông lên trễ quá, bây giờ quay up cũng không có kịp cho mọi người xem. Thằng này định bắn cái nó ôm xô luôn, sướng thiệt. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.